khác với nhiều người trẻ, có thể tự do lựa chọn con đường tương lai cho mình, có thể là đi học, đi làm hay có thể đi ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội làm ăn. Nhưng đối với anh Nguyễn Trung Hiếu, lại không thể lựa chọn con đường đi theo ý thích của mình do gia đình không đủ điều kiện để chăm lo cho công việc học hành của anh một cách chú đáo. Nên khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh đã phải đi làm để kiếm tiền nuôi bản thân và chu cấp cho gia đình. Chắc hẳn ai đã từng làm công nhân lao động phổ thông thì đều phải chịu áp lực rất lớn, công việc nặng nhọc, đồng lương ít, chẳng biết phải làm bao nhiêu năm mới mua được nhà, mua được xe, khi nào mới thoát khỏi cảnh nghèo khó. Với quyết tâm đổi đời, thì anh Hiếu luôn mong muốn tìm kiếm một công việc làm ăn mới, tự làm chủ, để có thể tự do về thời gian, thu nhập cao mà không gò bó cả kíp mỗi ngày. Và chăn nuôi con rùi má đảo Thái Lan này đến với anh như một lẽ đương nhiên, không giống như những người trẻ khác phải tìm kiếm công việc sang chảnh ở thành phố, thì anh Hiếu lại lựa chọn cho mình con đường ngược lại, anh về quê để chăn nuôi làm giàu. Nhiều người biết đến và cũng đã hỏi anh, chăn nuôi con rúi này có khó không? Ai có thể chăn nuôi được con rúi này? Tại video này anh sẽ chia sẻ cho bà con công việc của anh hiện tại và cơ duyên của anh đến với nghề chăn nuôi rúi này. Từ đó bà con sẽ được giải đáp thắc mắc của mình về nghề chăn nuôi này. Xin chào toàn thể bà con, tôi là Hiếu. Hiện tại tôi đã chăn nuôi thành công con rúi ma đào Thái Lan và trang trại của tôi có địa chỉ tại Ninh Sở Thường Tín, Hà Nội. Trong uh, suốt quá trình chăn nuôi con rùi mắt đào Thái Lan này thì uh, tôi cũng nhận được rất là nhiều cuộc gọi của các anh chị và các cô chú hỏi tôi là những ai thì uh, phù hợp để chăn nuôi cái con rùi mắt đào Thái Lan này. Thì hôm nay tôi cũng uh, xin chia sẻ với các anh chị và các cô chú được biết với cái mô hình chăn nuôi con rùi mắt đào Thái Lan này ấy, thì uh, ai cũng có thể chăn nuôi được và nó không phân biệt là già hay trẻ, người giàu hay người nghèo. chia sẻ với cơ duyên đến với nghề chăn nuôi này thì anh cho biết ngày đó sau những giờ làm việc vất vả anh thường có thói quen lướt mạng xã hội để giải trí và tìm kiếm thông tin cần thiết tình cờ anh bắt gặp được một video về chăn nuôi động vật hoang dã anh cảm thấy đây là một loài vật nuôi rất phù hợp với vùng nông thôn nơi mình đang sống bởi nguồn thức ăn sẵn có khí hậu đáp ứng tốt và số vốn vừa phải để khởi nghiệp từ đó anh tìm hiểu kỹ hơn về loài vật nuôi này và quyết tâm đến trực tiếp trang trại để được học hỏi từ chủ trại và cũng là để tham quan mô hình thực tế xem có hiệu quả như vậy hay không. Ví như bản thân tôi đây ấy, thì sau khi tôi học xong cấp 3 thì tôi cũng không có khả năng để đi học tiếp đại học được vì điều kiện gia đình lúc ấy thì rất là khó khăn nên là tôi phải đi làm công ty đến năm năm 2016 ấy, thì tôi cũng một lần tình cờ thôi tôi xem ở trên mạng thì cũng đã biết đến được cái mô hình chăn nuôi con rúi mơ đào Thái Lan này và sau khi mà tôi được nghe chủ trang trại chia sẻ về cái kỹ thuật chăn nuôi con rúi mơ đào Thái Lan này và cái hiệu quả kinh tế mà nó đem lại thì tôi cũng tự nhẩm tính được là nếu mà tôi đầu tư vào 10 con rúi nái đẻ thì hiệu quả kinh tế một tháng nó đem lại sẽ gấp đôi so với tôi làm công ty khi mà tôi xem được cái video hôm ấy thì tôi về nhà thì trong đầu tôi suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn là chăn nuôi con rúi mơ đào Thái Lan này thôi chính vì vậy Tôi cũng đã lấy được cái số điện thoại và tôi liên hệ với cái anh chủ trang trại ấy. Tôi xin địa chỉ và tôi lên trực tiếp trang trại để tham quan và học hỏi cái mô hình chăn nuôi con rúi bên ở Thái Lan. Và xong đó thì tôi cũng đã bắt giống của trang trại anh ấy về chăn nuôi. Nếu như bà con cũng muốn chăn nuôi và tìm hiểu về mô hình này thì cũng cần phải liên hệ với chủ trại và đến tận nơi để tìm hiểu chăn nuôi thực tế không được vội vàng mà mua con giống về chăn nuôi luôn khi mà chưa nắm rõ được những kỹ thuật cần thiết cần phải chắc chắn thì mới giảm thiểu được rủi ro trong chăn nuôi như anh hiếu đây người đã từng chăn nuôi lâu năm nên anh rất hiểu vấn đề này nếu cần tư vấn thêm thì bà con hãy liên hệ với anh qua số điện thoại trên góc phải màn hình để được tư vấn chi tiết nhất nói về hiệu quả chăn nuôi loài này anh hiếu cho biết doanh thu từ mỗi một con dúi mẹ sinh sản sẽ được khoảng 20 triệu trên năm, sau khi trừ đi chi phí thức ăn chăn nuôi thì lợi nhuận đem về cũng phải từ 15 triệu đồng mỗi năm. Cho đến cái thời điểm hiện tại ấy, thì tôi chăn nuôi con dúi ở Thái Lan này ấy, thì tôi nhận thấy là con dúi này nó khác xa với những cái động vật thông thường, ví dụ như của con lợn, con gà hay là con trâu, con bò và nó khác ở đây là gì? Là cái tính rủi ro nó cực kỳ thấp và sau một thời gian tôi chăn nuôi con rúi bắt đầu thời gian này ấy, Thì tôi nhận thấy là nó không có bệnh dịch gì đáng kể cả Và sau một năm ấy thì một con rúi nái Sau khi tôi trừ hết tất cả các loại chi phí đi ấy, Thì nó cũng đem lại cho tôi lợi nhuận từ 13 cho đến 15 triệu Tôi tính như thế này thì bà con có thể thấy được là Một con rúi nái này một năm nó sẽ đẻ được tối thiểu là 6 con Và có những con nó sẽ đẻ được từ 8 con cho đến 12 con Và cái thời gian để mà mình chăn nuôi thương phẩm thì nó sẽ từ 10 tháng cho đến một năm thì cái con dúi con này nó sẽ đạt trọng lượng tối đa là 4 cân với cái trọng lượng 4 cân trên một con này ấy, thì tôi nhân với 6 con thì nó sẽ được 24 cân và tôi sẽ nhân với cái giá bao tiêu hiện tại của trang trại tôi với giá thấp nhất là 850 thì nó sẽ ra được từ 20 triệu cho đến 21 triệu và sau khi trừ đi chi phí thức ăn ấy, một ngày con dúi má đào Thái Lan này nó sẽ ăn hết khoảng 2.000 đồng và 1 năm thì 6 con dúi con cộng với một con dúi mẹ thì nó sẽ ăn hết khoảng 5 triệu và tôi lấy 20 triệu trừ đi 5 triệu thì một năm bà con sẽ bỏ ra được 15 triệu đồng trên một con rúi nái Như anh Hiếu vừa chia sẻ về con rúi má đào này thì chúng ta có thể thấy chăn nuôi rúi không tốn nhiều thời gian, chi phí thấp và bất kỳ ai cũng có thể chăn nuôi được loài rúi này. Nếu muốn có được lợi nhuận cao thì bà con cần nắm vững kỹ thuật chăn nuôi cơ bản, có lòng kiên trì với nghề. Chịu khó học hỏi từ những trại đi trước như của anh Hiếu đây. Trang trại này của anh Hiếu có địa chỉ tại Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. Bà con có thể đến tham quan để rõ hơn về cách thiết kế chuồng trại đúng kỹ thuật và cách chế biến thức ăn đảm bảo vệ sinh cho rúi. Chuồng trại chỉ ghép từ những viên gạch men, thức ăn của rúi một con chỉ khoảng 2.000 đồng mỗi ngày, nên ai cũng có đủ điều kiện để nuôi chúng. Và như vừa rồi tôi cũng đã chia sẻ thì bà con có thể thấy là ai cũng có thể chăn nuôi được con rúi má đào này. vì Bởi vì cái chi phí đầu tư chăn nuôi nó rất là thấp thì bà con đấy bà con có thể tận dụng được những cái nhà kho cái chuồng lợn chuồng gà để bà con chăn nuôi thì và có thể mua được những viên gạch viên gạch loại viên gạch rẻ tiền này về bà con ghép thành những cái ô như thế này để bà con thả rúi và bà con nuôi đặc biệt là cái thức ăn của nó rất là dễ kiếm ví dụ như là cây tre cây mía và bắp ngô hoặc là nếu mà không có mía thì bà con có thể tận dụng là cây cỏ voi hoặc là cây sắn để cho nó ăn anh hiếu bộc bạch tính đến thời điểm hiện tại anh nghĩ lại quyết định nghỉ việc của mình ngày trước thật là đúng đắn nếu không mạnh dạn đưa ra quyết định nghỉ việc để đến với nghề chăn nuôi này thì chắc chắn anh không thể có được thành quả như ngày hôm nay nhưng anh cho biết cho dù là bất kỳ ngành nghề nào cũng có những khó khăn nhất định điều quan trọng là bà con có thực sự đam mê với nghề đó hay không mà thôi với nhiều năm chăn nuôi như vậy nên anh cũng rất hiểu tâm lý của bà con mới bước vào chăn nuôi là không biết chăn nuôi được rồi thì sẽ bán đi đâu, giá cả như thế nào, ai sẽ đón nhận. Nên anh Hiếu sẽ sẵn sàng nhận bao tiêu đầu ra cho bà con để bà con yên tâm chăn nuôi. Cũng phải chia sẻ thật với bà con là khi bắt đầu vào chăn nuôi dưới mặt đào Thái Lan này, tôi cũng rất là thích nhưng mà tôi cũng rất là lo lắng. Nhưng không biết là chăn nuôi dưới mặt đào Thái Lan này liệu có thành công hay không? Không biết là nó có đạt được hiệu quả như mình mong muốn hay không? Cho tới thời điểm hiện tại là tôi nhận thấy là quyết định ngày xưa tôi nghỉ công ty để về chăn nuôi con rúi bán đào thái lan này ấy, là hoàn toàn đúng đắn và cũng xin chia sẻ với bà con ấy, là ngày xưa gia đình của tôi rất là khó khăn tôi không có điều kiện để đi thi hay là đi học nên là tôi đã phải đi làm công ty và sau một thời gian thì tôi bắt tay vào chăn nuôi con rúi này nên là tôi mới có được như ngày hôm nay và chính vì vậy ấy, bà con nào muốn chăn nuôi hoặc là tìm hiểu về con rúi bán đào thái lan này ấy, thì bà con có thể liên hệ trực tiếp cho tôi hoặc là đến trực tiếp trang trại của tôi thì tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn bà con về cách chăn nuôi và chăm sóc để con rúi mã đào Thái Lan này đạt hiệu quả tốt nhất. Và tôi cũng có lời khuyên cho bà con là như thế này. Bà con nên uh, liên kết trực tiếp với trang trại tôi để uh, sau này nếu mà có hàng thương phẩm thì uh, trang trại tôi sẽ hỗ trợ bao tiêu đầu ra cho bà con. Và đây là cách dễ nhất để bà con chăn nuôi.